Xin chào và các bạn đang cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Các bạn ơi, các bạn đã từng nhìn thấy UFO trên bầu trời bao giờ chưa? Comment chia sẻ ngay cho tôi được biết nha. Biết sao không, trên bầu trời rộng lớn của chúng ta luôn xảy ra hàng tá những hiện tượng kỳ lạ, đáng sợ. Và thậm chí là còn phát hiện ra những sinh vật bí ẩn nhất chỉ có trong truyền thuyết luôn đấy. Ngay cả các nhà khoa học về hiện tượng thiên văn cũng không thể giải thích nổi luôn. Vậy thì các bạn có tò mò hay không? Ngay bây giờ hãy cùng với tụi mình khám phá ngay 10 phát hiện bí ẩn và kinh hoàng trên bầu trời vô tình được camera ghi lại ngay và luôn các bạn nhé. Thứ nhất, người khổng lồ trên bầu trời. Tại khu mua sắm Mukuba, trung tâm miền Bắc Zambia, người dân đã chứng kiến được cảnh tượng hết sức là đáng sợ. Một vật thể lạ giống như là người khổng lồ bí ẩn trôi dạt ở trong mây, có chiều dài lên tới 100m. Nhiều người còn so sánh hình ảnh này thật là giống với các giám ngục trong các câu chuyện. Một thứ tràn ngập bóng tối và đem đến sự sợ hãi. Người khác thì lại cho rằng đây là hiện thân của Chúa. Không ít nhân chứng khi mà nhìn thấy người khổng lồ bay đã hoảng loạn bỏ chạy té khói luôn vì thật sự là quá khiếp đảm. Và các bạn biết không, theo chia sẻ, người kỳ lạ lơ lửng này lưu lại trên không khoảng nửa tiếng, sau đó lại dừng tan biến đi mất. Thật sự là một hiện tượng khủng khiếp trông như là các bộ phim kinh dị mà chúng ta đã từng xem đúng không mọi người? Tôi xem lại mà cũng run bần bật luôn á. Thôi thì tiếp theo nha. Thứ hai, quái vật trên bầu trời Malaysia. Biết đâu bất ngờ các bạn đang có hứng thú quay cảnh bầu trời thì bỗng nhiên một con quái vật xuất hiện ngay trước ống kính. Người dân Malaysia đã được một phen hú hồn con chồn sau khi quay lại được một sinh vật như bước ra từ trong phim kinh dị như thế này đây. Trong lúc mà trời đang nổi bão giông rất là to thì một con quái vật mờ mờ ảo ảo xuất hiện lấp ló với đôi mắt sáng rực như là cái đèn pha ô tô, đầu thì trọc lóc, không tay không chân luôn. Liệu đây có phải như là một hiện tượng tự nhiên hay thực sự là con quái vật vậy mọi người? Các bạn nghĩ như thế nào? Comment ngay cho tôi biết với. Thứ ba, thành phố trên mây 3 lần xuất hiện ở Trung Quốc. Thành phố trên mây không còn là trong truyện cổ tích hay là thần thoại nữa nha. Nó đã thực sự xuất hiện ngoài đời thực rồi các bạn à. Vào năm 2015, một thành phố trên mây bất ngờ xuất hiện ở Phật Sơn, Trung Quốc, đã gây xôn xao trên toàn thế giới luôn. Những tòa nhà cao tầng lơ lửng trên không trung ẩn nấp sau những đám mây khiến cho nhiều người khi mà chiêm ngưỡng cũng không khỏi ngỡ ngàng. Tiếp tục thì vài năm trở lại đây, hiện tượng này lại một lần nữa xuất hiện khiến nhiều người bàn tán sôi nổi. Vào năm 2017, hàng nghìn người dân thành phố Nhạc Dương ở tỉnh Hồ Nam đã rất là ngạc nhiên khi phát hiện là những hình ảnh, những tòa nhà chọc trời sau một đám mây lớn như thế này nè. Thành phố trên mây lạ lùng này thu hút rất là nhiều sự suy đoán về nguồn gốc của nó. Có người cho rằng đây là một cánh cổng dẫn tới thế giới khác đã được mở ra, khiến cho mọi người có thể quan sát được những tòa nhà cao tầng thế giới bên kia. Những người theo thuyết âm mưu thì là khẳng định đây là thí nghiệm ảnh nổi ba chiều bí mật của chính phủ nhằm tạo ra hình ảnh giả để mà kiểm soát đám đông hoặc là liên lạc với người ngoài hành tinh. Đấy, thêm một lần khác nữa nha, thành phố trên mây lại xuất hiện lần thứ ba. Và các bạn xem nè, đoạn video được quay ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhá. Một vật thể khổng lồ hình tròn bỗng sừng sững giữa trời như thế này nè. Nhưng mà khi người quay ly ống kính sang phải, cảnh tượng những tòa nhà dọc trời đã trở nên rõ nét hơn nữa. Các chuyên gia thực sự đã có lời giải thích về hiện tượng này, và đó chính là ảo ảnh quang học mang tên là Fata Morgana. Nhưng mà nhiều người lại không có tin vào lời giải thích này, mà họ cho rằng nó thuộc về thế giới siêu nhiên thì đúng hơn. Còn các bạn nghĩ như thế nào về thành phố trên mây? Đó là ảo ảnh hay thực sự là có một thế giới khác vậy? Comment chia sẻ cho tôi biết nha. Thứ tư, thiên thần xuất hiện trên bầu trời. Thiên thần, một cụm từ chỉ nhắc tới thôi hen, thì chúng ta đã hình dung ra được là một sứ giả với đôi cánh trắng bay lượn, tỏa ra vầng sáng và cứu giúp linh hồn của loài người. Nhưng liệu thiên thần có thiệt không ta? Rất nhiều đoạn video đã quay lại được sự xuất hiện của vị sứ giả này, cùng tôi xem ngay sau đây nhé. Trên bầu trời ở vị trí không xác định, bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng mờ như là người đang đi trên mây vậy đó. Nhưng đây chắc chắn không phải là con người rồi các bạn ơi, vì chúng ta không thể có năng lực để làm được điều này, đúng không? Xung quanh bóng mờ là những vầng sáng, ánh sáng màu hồng hồng xinh đẹp như vậy nè. Liệu đây có phải là một thiên thần đang đi dạo trên mây hay không vậy trời?
Một lần khác nữa nhé, thiên thần bất ngờ xuất hiện ngay trước ống kính camera của phóng viên luôn. Trong khi cô phóng viên người Nga này đang tác nghiệp đưa tin tại một vùng rừng núi hẻo lánh, thì bất ngờ một vật thể hình tròn tỏa ra ánh sáng xanh chói lòa, lửng ở trên không trung xuất hiện. Sau đó nha, bay lên trời và biến mất trước sự chứng kiến của tất cả ekip phóng viên luôn. Các bạn có biết không, đoạn video này sau khi được lan truyền đã khiến không ít người sốc đến tận ốc. Họ tin rằng chỉ có thiên thần mới làm được như thế này thôi. Còn các bạn khán giả ơi, các bạn nghĩ như thế nào? Comment chia sẻ cho tôi được biết với nghe. Thứ năm, rồng xuất hiện trên bầu trời. Chúng ta thường nghĩ rằng rồng chỉ là sinh vật xuất hiện trong truyền thuyết thôi. Thế nhưng mà trên thế giới đã có rất là nhiều bằng chứng về sự tồn tại của rồng. Trên bầu trời Trung Quốc, người ta đã bắt gặp một sinh vật khổng lồ bí ẩn đang bay qua một dãy núi nằm gần biên giới giữa Trung Quốc và Lào. Sinh vật chẳng khác gì một con rồng bay được mô tả trong truyền thuyết hết trơn á. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn đặt ra rất là nhiều nghi vấn về tính xác thực của đoạn video, cho rằng đây chỉ là một sản phẩm mô phỏng hoặc là Photoshop mà thôi. Thứ 6, vật thể lạ UFO bay trên bầu trời. Có bạn nào tin vào sự tồn tại và sự xuất hiện của người ngoài hành tinh không mọi người? Chắc chắn là sau khi xem đoạn video bí ẩn này nha, các bạn sẽ phải tin sái cả cổ luôn đấy nè. Trên bầu trời Kuala Krai, Malaysia, người dân địa phương đã quay lại được một vật thể lạ với hình chiếc đĩa khổng lồ, có rất là nhiều đèn nhấp nháy. Không còn nghi ngờ gì nữa nha, đây thực sự là một UFO của người ngoài hành tinh đang thăm dò trái đất luôn. Những cảnh quay cận như thế này thì mới cho chúng ta thấy là đĩa bay của người ngoài hành tinh thực sự là quá khủng đúng không? Những người tận mắt chứng kiến và quay lại video cũng liên tục la hét vì sợ hãi và hoảng hốt. Tuy nhiên thì giới chức Malaysia đã bác bỏ sự xuất hiện của đĩa bay khổng lồ. Họ cho rằng đây chỉ là một trò đùa trong ngày quốc khánh của Malaysia, tức là ngày 31 tháng 8 mà thôi. Đấy, thêm lần khác nữa nha. Trên bầu trời nước Mỹ, người dân đã ghi lại được một đoạn video kỳ lạ như thế này nè. Trong đoạn video này là 14 đám sáng chưa xác định được, đột nhiên nó lại xuất hiện chớp nhoáng và lơ lửng trên bầu trời của đảo Outer Banks, bang Bắc Carolina ở Mỹ. Tuy là chỉ dài có 30 giây thôi nha mọi người, nhưng mà trên khung cảnh đại dương yên bình như thế này, chúng ta có thể nhìn thấy tới 14 đốm sáng rực rỡ, kỳ lạ, nó xuất hiện và đang lơ lửng trên bầu trời luôn. Nhiều người cho rằng là chúng là UFO đó, đĩa bay của người ngoài hành tinh. Và bên cạnh đó nữa thì nhiều người lại cho rằng những đốm bay này thực chất chỉ là những quả pháo sáng mà thôi. Một số người khác nha chỉ ra rằng địa điểm xuất hiện những đốm sáng này khá là gần với tam giác quỷ Bermuda, một nơi mà nhiều người cho là cánh cổng không gian của người ngoài hành tinh đó mọi người. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào về hiện tượng kỳ lạ này ha? Comment ngay cho Nghiện Khám Phá tôi được biết cái coi. Thứ 7, những khuôn mặt kỳ dị trên bầu trời. Đôi khi nha, không biết là do ngẫu nhiên hay là tình cờ nữa các bạn, mà những đám mây trên bầu trời lại tạo thành những khuôn mặt vô cùng là kỳ dị luôn. Đây, tại New Brunswick, Canada, người ta đã chụp được những khuôn mặt lạ thường ngay trước khi cơn bão tới. Trông thực sự là chẳng khác gì gương mặt nhìn nghiêng của một vị thần La Mã đang trôi nổi trên bầu trời đúng không? Và trong đoạn video này nè các bạn, chúng ta có thể thấy là vị thần xuất hiện dần dần từ trán, mắt, mũi, miệng và có cả bộ râu nữa kìa. Tiếp đến nha, bạn có cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào bức ảnh này không? Đấy, một đám mây xuất hiện trên bầu trời ở Tân Cương, Trung Quốc với khuôn mặt khổng lồ cùng đôi mắt ta nói thần ơi là thần đang chăm chú theo dõi thế gian. Hình ảnh khiến cho không ít người cảm thấy hoang mang tột độ nha. Cái nhìn của vị thần này thực sự rất nghiêm nghị như là đang nhìn xuống tất cả chúng ta và mọi người. Có người còn bình luận rằng đây chính là sự hiển linh của thần Phật để cảnh báo con người trời xanh có mắt. Thứ 8, ba quả cầu ánh sáng. Vâng các bạn ơi, một cảnh tượng khiến cho chúng ta phải liên tưởng đến những bộ phim xuyên không đã xuất hiện ở Bỉ. Những quả cầu phát sáng có kích thước như là mặt trăng khổng lồ xếp thẳng hàng nhau xuất hiện lơ lửng trên một ngôi nhà vào 7 giờ sáng. Ánh sáng màu trắng bí ẩn phát ra từ ba quả cầu làm khu vực xung quanh sáng choang, hệt như là ánh đèn sân khấu luôn. Và sau một khoảng thời gian ngắn thì lúc mà chúng di chuyển sang bên phải và sau đó thì nó biến mất trong tích tắc luôn các bạn ạ. Thứ 9, vật thể kỳ quái trên trời. Vào năm 2018, người dân Bắc Kinh, Nội Mông và Sơn Tây Trung Quốc đã nhìn thấy một vật thể bay có hình dáng rất kỳ quái trên bầu trời như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy ha, phía sau nó có một vết khói thoát ra không có bình thường chút xíu nào. Vật này trông rất là giống với một ký hiệu bí ẩn nào đó, khiến cho người chứng kiến cũng không khỏi ngỡ ngàng và ngơ ngác luôn. Lú não thực sự các bạn. Các bạn nghĩ là cái thứ này nó giống với cái gì nè? Comment chia sẻ ngay cho tôi được biết với, thông não tôi cái coi. Thứ 10, quả cầu sáng bí ẩn như cổng dịch chuyển thời gian.
Vâng, trên bầu trời Siberia ở Nga bất ngờ xuất hiện một quả cầu ánh sáng khiến cho nhiều người dân liên tưởng đến ngày tận thế. Bởi vì sao? Quả cầu ánh sáng nó chói bất ngờ hình thành nha các bạn, lan rộng ở phía đông bắc Siberia luôn. Một số ý kiến cho rằng nha, đây có thể là kết quả của hiện tượng bắc cực quang. Tuy nhiên thì giả thuyết phổ biến nhất là quả cầu ánh sáng do cuộc thử tên lửa Nga gây ra đó mọi người. Thế nhưng mà cảnh tượng đáng kinh ngạc này khiến cho các nhân chứng liên tưởng đến cánh cổng dẫn tới một chiều không gian khác vậy. Quá là kỳ ảo luôn các bạn ha. Theo các bạn thì như thế nào? Giải thích cho tôi nghe với nha. Các bạn thân mến, 10 phát hiện trên đây chắc chắn sẽ khiến cho các bạn phải hoảng hồn và bất ngờ về những sự bí ẩn và đáng sợ trên bầu trời đúng không nè. Thì là không thể ngờ được là dưới bầu trời bao la rộng lớn còn có vô số những điều kinh hoàng đến như vậy các bạn ha. Và tiếp theo sau đây nha, cùng tôi đến với chuyên mục Khán giả hỏi admin trả lời. Cùng đọc qua những comment hay nhất trong video trước đi nè. Những khoảnh khắc đặc biệt và phi thường nhất vô tình được camera ghi lại phần thứ 32 nha. Bạn Thảo Lê đã comment vậy: em ngày nào cũng coi anh hết, không thấy mặt anh ghê. À, đợi chờ là hạnh phúc nhé Thảo Lê ơi. À, từ trước sau gì cũng sẽ thấy mặt anh thôi à, nghe. Bạn Hứa Tấn Đạt bình luận dày: cho em lên TV một lần đi. Ok em luôn, lên TV luôn rồi nè. Bạn Quang Long bình luận dày: lên TV đi, em gọi cả họ nhà em đăng ký. Trời ơi, hứa nha, lên là phải đăng ký liền nha. Rồi lên luôn nha. Bạn Vĩ Tô quá à, comment: anh là một trong những YouTuber hay nhất mà em từng xem luôn. Trời ơi là trời, vui quá xá bà con ơi. Cảm ơn em rất là nhiều. Và nhớ theo dõi thêm nhiều video thú vị của Nghiện Khám Phá Tụi Anh nữa nha. Các bạn ơi, vậy là video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn thấy phát hiện nào trên bầu trời là ấn tượng nhất với các bạn nè? Comment cho Nghiện Khám Phá tôi được biết nha. Và như thường lệ, đừng có quên like, share, subscribe và sẵn tay bấm luôn nút thông báo nhận chuông, bấm chuông nhận thông báo để mà không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi thú vị nhất. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Nghiện Khám Phá của tụi tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.